Kính thưa quý vị, Đức Phương đến với khán giả của chúng ta quen thuộc qua Vân Sơn Productions với những cuốn video. Và không ai trong chúng ta không thấy một điều, tiếng hát của Đức Phương đã làm cho chúng ta một phần nào nhớ lại những kỷ niệm mà chúng ta đã chất chứa ở trong lòng. Chúng tôi mời quý vị thưởng thức một trong những sáng tác mới nhất của nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung và nhạc sĩ Việt Dũng có mặt ở đây, dành đặc biệt cho Đại hội Hoa hậu áo dài Úc Châu năm 1998. Mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Cũng Đành Lãng Quên với tiếng hát Đức Phương. Tình đã